Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 12 game với game Zombie Cake. Than 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 than. Mình chỉ vào đây săn mấy con zombie. Xuống xuống. Có con rắn này. Con lợn này. Bây giờ mới biết là vũ khí chúng ta có thể giữ thật lâu hả? Giữ lâu. Úi dồi, làm sao? Chạy đi đâu rồi thoát. Con này vẫn định trốn á. Trốn này. Nhanh vãi. Cái trò này nó không hề miễn phí. Có miễn phí đâu. Mỗi lần chơi được có 10 phút. Có một ván là bạn bắt đợi 10 phút. Hai con nữa này. Chết rồi. Con nữa đâu rồi? Ô đâu rồi? Chạy vô mà. Chúng ta sẽ sang cho Kikipedi. Bắn nó không rơi được luôn. Chúng ta sẽ sang phần bio. Just call me Indiana, dun, dun, dun. Vũ khí sinh học à? No. Xong nhá. No. Ủa, tàn chảy luôn này. Acid. Để acid container. Mày cúm á. Yeah. Cái này phải cho nó khổng lồ đó. Rồi bây giờ sẽ sử dụng cái ngon này. Ô, đã trở về trạng thái bình thường à? Ôi, đồng lắm. Đồng không? Phải hơn chục con này. Đồng lắm. Chúng ta sẽ vào game Stickman Falling. Ten Ten. Chơi màn nào rồi? Lắm màn quá. Đây đây.
Ôi. Cái lộn vòng này à? Mình sẽ mua một số cái mô tô đi. Ôi ôi ôi. 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 Không được như mong muốn lắm nhỉ. À, chúng ta chọn một cái màn khác tít 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 ngoài đây xem nào. Đây. Lái mô tô. Chơi một đại pháo rồi nè. Không được ok cho lắm. Đúng là không được ok cho lắm luôn. Ai da. Chúng ta đổi sang cái thể loại khác nha. Cái này là cái phi thuyền. Oanh oanh một. Hoàn thành rồi. Next. Mình nhớ đây sang cái cấp độ này đi. Chọn cái vũ khí khác đây này. Đây, pháo hoa. Ui 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 ui. Đúng là hên xui. Chúng ta sẽ sang cho Scary Teacher. Cái này chúng ta phải đi tìm một cái lọ shampoo. Không đâu. Chúng ta phải di chuyển vào cái khu vực nhà tắm này. Nhà tắm đâu? Nhà tắm mới tìm nhà tắm thôi. Đây rồi. Ô, không phải, không phải. Không phải nhà tắm này đâu. Rắn này này. Cái lọ sapo là lọ nào đấy?
hình như không chuẩn xác rồi. Đấy nhầm rồi. Ở bên này không để một cái gì cả. Xem đúng không đã. Chứ cho cái màn này lâu lắm mình không chơi nè. Quên luôn. Ô oh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn rồi đấy. Where did all of my hair go? How will I be crowned Miss World now? Chúng ta sẽ vào game Lego Marvel. Ô, sao đầu to này. Lego nhìn đầu to này chứ. Đầu to quá. Cái màn này, màn đánh mãi không qua này. Mình thử phiên bản. Hookbot à. Kinh thế. Super Bowl Red. Ở chỗ này làm sao mà đi? Xuống. Tag move red. Có cái màn cùi bắp ở đây mà chơi mãi chưa qua này, cay thế chị. Tín điều hướng di chuyển khó nhỉ. Con lợn này chuồn mất rồi này. Đây là tiến sĩ bạch tuộc. Mình tưởng tiến sĩ bạch tuộc là kẻ thù chuyên kiếp của người nhện cơ mà. Đánh khó quá. Hút bớt à. Ông này ông già ông đập được tan tành hết các cái. Đi xuống này đi khó quá nhỉ. Cái màn này này. Màn này mình không hiểu sao để qua được cái bên kia. Oh, toàn đại chỗ này luôn. Chúng ta đến với Hollow Neighbor. Thèn. Hôm nay vào chôn ông này thôi. Chứ bình thường cái chìa khóa mình lấy ra rồi chẳng biết vứt đâu rồi. Bán cái động vật này mà ném chiều này này, hay lắm. Mất. Hay lắm.
Ông thì kêu như vạc luôn. Có cái chìa khóa của cái căn phòng bí mật ở đây này, mình muốn vứt bố đâu thì cũng tìm thấy, leo lên được rồi mà. Đây đây, có cái móc này. Đây, đột nhập vào nhà thôi. Tìm cái chìa khóa, mẹ vứt đâu. Ôi. Mình sẽ vào game Planet Zombie Hero HD. Đồ. Vừa vào game bắt dính ngay có cả quảng cáo. Trò này nhạc hơi bé đúng không? Chúng ta đặt một hàng cây xanh lá đây, một hàng cây hướng dương. Sau khi có hướng dương thì có tiền gọi được cái cây đậu thần này ra này. Hy vọng là bắn chết cái con này. Đợi nếu chạm vào đây thì phí mất cái quả khoai tây này, củ khoai tây này của mình. Đấy mà bị ngáy phí mà. Game này không có nút tăng tốc. Trên điện thoại này mà hack được như trên máy tính tốt nhỉ. Hack phát được 999 con nó chui ra. Có một phiên bản đó là trồng đè lên nhau ấy. Những cái cây này trồng đè lên nhau hay phết. Bọn zombie này nó làm ăn chậm lắm, đi chậm vai, sót ruột. Chúng mày đi nhanh lên tao nhờ nha. Thằng nào không đi nhanh bắn chết. Bắn chết luôn. Vẫn còn này. Đó là ngu người. Chúng ta sẽ sang game Teen Titan. Hôm trước đánh bại không hay được không? Đi vào cái phòng này nữa xem nào. Làm phòng thế. Ủa nhầm à. Đây có một ông tù đây, ông đúng rồi. Đây như đây là nhà tù. Chúng ta sẽ giải thoát ông này chẳng. Wow, mẹ ơi, cấp độ kìa kinh khủng không à. Để team trẻ trâu chúng ta ra tiếp với ông này thì mới có thể khả năng là thắng. Go go!
Team bên này cấp độ rất là cao nhá. Nhưng máu rất yếu, khả năng là nâng vào sức mạnh mà. Sức mạnh trên được nâng cấp rất là nhiều. Vì là chán ông này chỉ có thể đỡ được khoảng 3 lần thôi, 3 tuyệt chiêu. Còn đâu là thua ngay. Kid Flash đang ra chiêu thì có về vườn luôn. Chúng ta đang gồng sức mạnh lên và đập một phát. Con khỉ này sẽ chưa kịp ra chiêu mà đại luôn. Đại luôn rồi. Ủa cái gì đấy? Lại cho mấy cái vệ tinh nó xung quanh. Với vườn. Ui. Kid Flash thì mình là nâng cái nhanh nhẹn lên đây. Nâng mắc tối đa thì chạy nhanh lắm. Hồi máu, à biết gây cái chiêu ấy, hồi máu. Đấy thì hồi này. Xong rồi đấy. Mình sẽ vào game tốt. Nhảnh lắm. Nhảy lắm. Nhảy lắm. Nhầm. Làm sao để qua chỗ này đây? Ok đấy. Đài tiếp. Căng nhỉ, không biết làm sao để qua cái bản này. Ok. À thì ra cái này nó xoay xoay này. Vãi cả dịch chuyển. Cái này nó dịch chuyển đấy. Quá đơn giản. Lại đai rồi. Tốn bao tiền thôi rồi. Kẹt đây rồi. Ô, làm sao đi ra đằng kia được nhỉ? À đây. Chúng ta sẽ sang cho Benny.
con nhện này. Ô, vào nó mất 2 máu. Chết rồi. Chúng ta vào game Friday đồ thứ đi. Cái màn này nhìn khú khú phết. Chết ta. Ôi ôi, đi di chuyển. À đây đây đây. Tôi chết rồi. Mắc kẹt đây rồi. Ôi. Làm lại cuộc đời thôi. Ôi dễ hơn bình thường. Vậy mình cứ nghĩ sâu nghĩ xa đơn giản. Chúng ta sẽ di chuyển cái màn này kiểu gì đây? Chơi kiểu nào cũng chết luôn nhỉ. Chết rồi. Mình sẽ vào game Ice Cream. Chỗ này mấy hôm nữa mình sẽ cho ra phiên bản mob. Mình đi làm mấy phiên bản mob khác nhau về cái trò này. Lại đờ thế. Hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Trời ơi, lúc vào nó hơi giật, lộn tùng phèo ấy. Nó di chuyển nhanh này cơ mà. Quần lộn này. Cứ hù trẻ con. Đấy, đó là một trong những cách lừa rất đơn giản. Mình sẽ đến quán cà phê.
Nhưng có ice cream 3 rồi đấy. Phần 3. Phần 2 mình còn chưa chơi được, còn chưa chơi xong rồi đến phần 3 rồi. Không nhảy được cơ. Mình thấy một số bạn là lấy được cái gì nhỉ? Cái rít dầu trong này mà sao mình không tìm thấy nhỉ? Coi như chúng ta không quen biết, cứ vào đây đi. Coi này. Vãi mồm.